Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Thưa bác, hôm nay chúng em lại có những cái sản phẩm siêu rẻ, siêu hay muốn gửi tới toàn thể các bác và anh em. Thì trước mặt các bác là những cái cặp loa Bimby 2000. Đó, Bimby 2000C các bác nhé. Thì đôi loa này nó em đặt ngang đây. Là loa được sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên thì em cũng phải nói luôn đầu video cho các bác đỡ mất thời gian là con này nó không phải là bại xịn của BMW. Đó, mà con này nó được sản xuất tại Trung Quốc và nó là hàng nội địa các bác nhé. Thì cái giá thì khi chúng em về tới đây thì cũng rất là rẻ, muốn giới thiệu cho anh em. Đó, giá em đang bán là 3,5 triệu, 3,5 triệu. Đó, nếu như các bác mà quan tâm hoặc là các bác cọc cho em. Đó, cọc cho em thì chúng em sẽ có giảm giá cho các bác và anh em nhé. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ soi qua về cái nội thất. Nội thất thì trước mặt các bác thì các bác có thể thấy này là cái gân nhé, các bác nhìn gân loa này, tất cả đều zin, em biết các bác nghe chưa? Tất cả gân này đều là gân zin hết, và gân này hầu như là mới, cái loa này họ đã sử dụng rất là ít. Đó, sử dụng rất là ít luôn, nên các bác nhìn này. Đó. Và chép này, các bác có thể thấy chép của nó đây. Đó, chép cũng rất là đẹp luôn, chép rất đẹp luôn đúng không ạ? Và bây giờ em sẽ mở nội thất của bát này ra để soi của bát này. Đây các bác có thể thấy nhé, đây thì họ có in logo của Bimby đây này. Đó, và đây là được sản xuất tại China nhé, Trung Quốc này. Đó, đây là hàng nội địa nên là các cái côn từ nó cũng đều có rõ ràng các cái thông tin. Đó, công suất của con này, của bát này nó là 500W, trở thành 8 ohm này, đầy đủ cho anh em luôn ạ. Từ kép nhé, từ của nó là từ kép, em đặt lên cho mọi người xem nhện nó này. Đó, nhện này, nhìn này, cực kỳ đẹp luôn, nhện rất mới luôn ạ. Nói chung là những cái sản phẩm này nhìn rất là mới, họ sử dụng rất là ít mà về với chúng em đã bán cho các bác giá rất là rẻ, rất là yêu thương cho anh em. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ quay phân tần. Thì ở đây chính là phân tần của nó này các bác này. Đó, phân tần cực đẹp luôn ạ, rất đẹp luôn nhé, không có cái gì giấu các bác, soi từ trong ra ngoài. Và khi các bác nhận hàng thì các bác kiểm tra hàng, sau đó mới phải thanh toán nhé. Các bác yên tâm ạ, về sản phẩm nhận hàng kiểm tra phải thanh toán nhé. Còn đây, bộ tép nó đây, để cho các bác soi một bộ tép này. Tép này từ nó cũng là từ kép luôn anh em này, từ kép luôn nhé, được chưa? Từ kép này, ba từ kép và chép của nó cũng là từ kép và cũng có đều có thông số rõ ràng nha anh em này. Hàng chất chưa, hàng chất luôn đấy. Đó, đó là chúng ta soi về nội thất ngoại thất rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ soi về cái chất âm của em nó để xem một cái đôi loa này với 3,5 triệu thì chúng ta có những cái chất âm như thế nào. Thưa các bác và anh em, thì em đã lắp một chiếc loa, đó, một chiếc loa Bimby, nên giờ em thanh cho, bây giờ em sẽ test qua cho các bác một đoạn nhạc để các bác có thể là nghe qua chất âm nhé. Lần hẹn cuối em về với người, còn lại anh suy tư mãi tình đời. Thương quá để rồi, yêu quá để rồi, thành người khô héo trên môi. Sau lần hẹn cuối em về với chồng, để mặc anh ôm kỷ niệm vào lòng. Em đã đi rồi, em đã xa rồi, mà tình này vẫn sống trong. Vâng, thì đó là em vừa test qua một chất âm nhạc vàng. Và bây giờ chúng ta sẽ test qua một chất âm nhạc sàn để xem là đôi loa của anh nó có uy lực không ạ. Em mở cho bác và anh em cùng thưởng thức này. Wow,
Vâng, thưa các bác và anh em, thì đó là chính là cái chiết âm của đôi bim bim này đó. Với cái tầm tiền đấy thì em nói rằng các bác mua đâu được những cái sản phẩm như thế này, đúng không ạ? Tiếng ra rất hay, trong khi đó em nói được một trang bị là một bát 30 này và bốn chép đó, một bát 30 và bốn chép để cho các bác và anh em có thể hát hay là nghe nhạc đều hay các bác nhé. Và những sản phẩm này đang được bán tại Tuyên Vũ Audio, thì các bác và anh em quan tâm vui lòng để lại bình luận bên dưới hoặc để lại số điện thoại, nhân viên bên em sẽ tư vấn cho các bác, hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp tới số 0978503822 để được bên em hỗ trợ. Và em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.